Lấy nhiều lên. Bao nhiêu một ký? Cái này chị lấy nguyên bì là 100 ngàn. Lấy nguyên bì. Một đống cần câu này. Khiếp không? Chú Tuấn đi đổ xăng. Đấy, thêm một người, một nhà này, hai nhà này, ba nhà rồi này, bốn nhà. Bốn nhà đi mua khoai lang để câu cá các bạn ạ. Đấy, đủ bốn nhà rồi. Bắt đầu đua vô chợ rồi các bạn ơi. Cái gì đây? À, đây đây đây, đại lý khoai lang. Ôi giời ơi, đời 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 rồi. Ôi trời ơi. Đây là cái chợ nhỏ. Chợ chiều đây cũng bán rau cỏ đủ các thứ này. Bốn nhà tập kết vào cái đại lý khoai lang để mua các bạn. Mua khoai lang là mồi câu cá. Ủa. Chào em. Lấy nhiều lên em, ba người mua đấy. Người ít nhất 1 bì vậy. Bao nhiêu ký đây? 5.000 hả? À. Em ơi, cái khoai này bao nhiêu một ký? Cái này chị lấy nguyên bì là 100 ngàn. Lấy nguyên bì là 100. Nguyên bì là bao nhiêu? 25 ký. Nguyên bì là 25 ký là 100 ngàn hả? 4.000 một ký. 4.000 một ký khoai này à? Cái khoai nhỏ nhỏ này là 4.000 các bạn ạ. Khoai cả củ to cả. À đâu, khoai này này. Khoai củ nhỏ nhỏ này này là 4.000 này. Thế còn cái loại này? Sáng là khoai Đắc Hà năm nay được mùa ấy em. Trời ơi, mua nhiều. Năm nay nông dân Đắc Hà trồng nhiều khoai lang nên là được mùa khoai các bạn ạ. Khoai này. Em cho cái này vào bao giúp chị đây cái này. Đấy, Bạc Liên bạn lấy bì đây. Cái bì đấy bao nhiêu cân chị Liên? À cân bây giờ mới cân. Ở nhà chị trường này làm liền. Đấy, mua hai bì. Nhà bác Liên là hai bì này. 35 ký luôn hả? À đúng rồi. Đây của nhà bác Liên này. Dạ. 35 kg rồi. Nhà bác cứ lấy đi lo gì? Cá một nhà này mà lo gì? 35 kg. Rồi, khanh cho bác vào bao. Lấy 35 kg. Nhờ người ta cho vào bao. Bây giờ này em cho vô cho. Khoai này bao nhiêu một ký bác Liên? 5.000. Thế khoai đẹp thì mấy nghìn này chị? Khoai này 85 hả? Cái khoai này là khoai gì đấy? Nhưng khoai này là khoai gì? Khoai Nhật à, khoai lang Nhật. À khoai lang Nhật thì ngon lắm. Trời ơi, các ông đi mua khoai lang cho cá nó phải chọn khoai lang Nhật ngon lắm ấy. Khoai nữa cá nó mới ăn. Cá là phải ăn ngon, bổ. Khoai phải ngon nè, bở nè, ngọt nè, thơm nè, cá nó mới ăn. Khoai mà bị hà là cá nó không ăn đâu các bạn ạ. Úi giời, sầu riêng nữa này. Ôi trời, đến với con tum là đến với sầu riêng đấy các bạn. Sầu này không biết ở đây bán bao nhiêu ký đây. Dạ.
của em anh Việt lấy bao nhiêu? Của nhà mình. Anh Việt lấy bao nhiêu ký ba? Bỏ thêm vào cho chú ấy được 30 ký đi. 30 ký, nhà mình lấy 30 ký hả? Chú Tuấn lấy bao nhiêu ký? Em ơi, bà chủ ơi, cho hộ cái bao này cho em. Từ, căn nhà cái đây là 28 ký là mua cho đủ 30 ký. Để mở gì đủ 30 ký. Đây lấy thêm bên này, sao chị không biết hả? Cứ đấy pha lấy pha khác ạ. À, có được pha cái tốt thành mà. Ủa thế hả? Ôi trời, còn làm quen với bà bạn nữa chứ. Hàng ngày ngồi nhặt khoai này. Đồng hương của chị đây này. Đồng hương chị hả? Hải Dương hả? Ôi ôi, Hải Dương vào đây ngồi nhặt khoai. Ô, củ này ngon đấy. Trời ơi, củ này ngon quá. Cho vào. Ôi dồi, củ này ngon đấy. Ôi dồi này. Đâu? Ờ, củ này hư rồi. Khoai nào ngon lắm hả? Mấy ông này mua. Ờ, cho chị củ đó. Ba mươi ký thôi. Em ơi, của chị 35 ký. Đổ mua ra bán rồi. Thế là mấy ông mua khoai xong rồi đấy các bạn. Mỗi người là một bao. Đúng rồi chị ơi, không phải đổ. Đây rồi, em đang bỏ túi thôi. Đấy các bạn ạ, cái chợ mọi người ơi, chợ nhỏ Đắc Hà là mọi người bán những cái hàng buổi chiều đấy. Còn đây là cái đại lý khoai lang, năm nay là khoai lang của Đắc Hà được mùa. Nên mình vừa mua đỡ cho bà con, giải cứu được phần nào hay phần đó. Bà con năm nay bán khoai lang rẻ lắm. Mấy ngàn một ký thôi. Nóng nóng này, khoai này người ta cho xe đi các nơi đấy các bạn. Đây này. Chị Liên ơi. Chị Liên. Ôi ôi, khoai này đẹp chưa? Ôi, khoai này đẹp chưa này? 10 củ như 10 các bạn ạ. Cái chỗ này này, khoai Nhật đấy các bạn, toàn khoai lang Nhật thôi. Đây là toàn bì to rồi. Ờ, cái loại mà to mà 10 củ như 10 này là 8.500. Còn cái loại nhỏ nhỏ này này thì rẻ hơn các bạn ạ. 5.000. À, cái loại này vừa nãy 4.000. Loại này 4.000 này. 4.000 một ký. Đây 4.000 đây các bạn này. Đấy. Đây là 4.000 này. Mấy ông ấy cứ sức sẹo ra rẻ chứ. Chị ơi, nhặt khoai bao nhiêu tiền công một ngày? Bạn 300 không bỏ. Hai chị em mình ở lại nhặt đi. Này, tôi thích ăn cái kiểu nhỏ như này. Tôi mới thả đấy, củ nhỏ này luộc lên tôi thích ăn. Chứ tôi cũng thích ăn củ to đâu. Nhưng mà bác Sáu thì cứ thích bé củ quá. To cho bác hấp. Bé quá, cái này bé quá. Nhưng mà thích. Cái loại nhỏ này thì bao nhiêu tiền vậy? Loại nhỏ ti này này. 20. Ủa lại mua xoài nữa hả? Xoài gì? Đi về mua cho cháu mấy ký về cho nó ăn. Ờ, xoài bao nhiêu một ký? Làm gì? Là thích luộc. Bác Liên bác bảo bác thích luộc cái củ này bác này. Bán cho mình gọt sẵn nhỏ bác này chứ mấy nhỉ? Không, nó bán cho mình chắc loại này. Hôm nọ bà nhớ bà mua về loại này. Nè, 8.500 loại mấy ông đây là khoai. Đi câu cá ở đây. Ừ, tụi chị lên mua củ lang tí theo á. Hai người nhặt. Chị quay em này, máu vẫn lái kiểu lái máu nè. Chú Hùng là mối chú này là mối để đi mua. Chú ở Đắc Hà nên chú biết chỗ bán nên chú mới mách cho đến mua. Đấy. Lựa cho chú Tuấn đã. Lựa cho chú Tuấn này. Hả? Ui giời, cho vào. Đây, củ sứt đây. Ui giời, em nhặt thật hột chứ. Cẩn thận cái biển ấy nó bằng sắt.
bán nó cả vô đâu em ơi. Là không có củ này xấu xấu này. Đây, sứt rồi này nha. Đây. Ui sao cho đấy à? Không sứt này. Sứt. Tôi hỏi bà sứt đâu? Đây này, có ngẫn đây này. Thôi cái gì đâu. Tội người mua. Đi uống nước hả? Mời 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 hai cô con uống nước đi. Hai cô nhặt khoai, mời hai cô nhặt khoai đi uống nước. Thế rủ nhau đi uống nước mía nữa mọi người, đi mua khoai lang rồi đi uống nước mía nữa. Coi đi uống nước mía. Cá đây nữa này. Của nhà cá sông Pa Co á. Cá gọi là cá đập đấy, đập thủy điện đấy. À thế à, cá đập đấy. Cá đập là cá hồ. 25.000 bằng phải mấy? 25.000 một ký sabochê. Trứng vịt của bà. Ừ. Nhà đẻ hay là nhà đẻ? Nhà đẻ cho trứng vịt ba. Nhà đẻ cho trứng vịt hả? Ôi bà đi bán trứng. Bao nhiêu một chục bà ơi? Thế ở phía mình nó mua có 30. Bà bán 35.000 một chục hả? Ừ. À bà bán trứng vịt 35.000 một chục. Bà ơi, bà có phải quê ở Dương không? À trong này là chợ đây, chợ bán quần áo với các đồ này các bạn. Ồ, trong này là chợ. Đấy. À đây là một cái chợ nữa các bạn. Giày dép quần áo trong này. Hai bà ngồi ngoài cổng chợ. Bắp liền. U trời ơi, mít to đùng luôn. Ừ. Ngon thật đấy. Bắp kìa. Bắp kìa, một lỗ bắp. Trong đây cũng vậy. Bác ơi, xoài bao nhiêu ký? 25, 20 dạ, vâng. Cái này là 25. Dạ vâng. Xoài này 25.000 một ký, ui ngon kìa. Xoài này 20 này. Mở hàng cho em đi. Ồ, giờ chiều vẫn mở hàng. Cái này 20 được không chị? Cái này 20 được. 20 cái này đi. Vừa ra chưa mở hàng luôn đấy. Dạ, thế mở hàng đi. Hai bà này mua cho nhanh. Chè thì bao nhiêu mớ bà? 10.000. Gọi là mớ các bạn ạ, mớ chè. 10.000 một mớ chè. Thế là bác lấy mớ chè. Em gặp coi lại này em nhớ. Ủa cái khoai đúng không? Cháu là Quảng Trị. Mẹ cháu là bác Quảng Trị. Quảng Trị. Được mấy lá mà cô biết. Xong bác lấy xoài không? 15 nhảy lên cách. Ờ cũng vậy, cũng giống với mình. Cưới đâu bác? Bọn em là đi mua khoai lang. Ôi và các bác uống nước đông thế. Ô tiệm nước mía đông nhỉ. Đấy bây giờ vào ngồi uống nước mía ở Đắk Hà. Em lại xin vô. Bây giờ đấy, một bao tải khoai đây các bạn. Bây giờ là nhiệm vụ là dỡ khoai ra. Ông xã mình dỡ khoai ra để bắt đầu cạo khoai, rửa khoai và hấp khoai bằng vòi luôn cả, cho hẳn vào cái chậu to rửa. Rửa khoai. Ui cái hoa nhạn tháng 4 đây các bạn này, gần tàng rồi. Nhạn tháng 4 rồi. Đẹp không? Ô cái nhạn bên này màu trắng anh ơi. Ờ. Đây cho các bạn ngắm hoa lan nhà mình. Hôm nọ là ngắm hoa lan nhà ông bác đây. Lan 5 cánh trắng Phú Thọ đấy các bạn, 5 cánh trắng Phú Thọ đây. Đẹp không? Gần giống bạch tuyết ấy, bây giờ nó gần tàng rồi. Nhìn mắt nó đẹp chưa? Hồng đẹp. Này là gần tàng rồi đấy các bạn. Mới nở đẹp lắm. Còn đây. Nhạn lúc nãy là màu, bây giờ có nhạn là tháng 4, nhạn tháng 4 màu trắng đấy các bạn này. Ánh tím tím nhá, nhạn tháng 4 màu tím nhá. Tím tím đấy chứ. Đẹp không? Ngoài này là một vườn chuối thôi các bạn. Bên ngoài là vườn chuối. Bên trong nụ của hoa nhạn nó như thế này đây. Ngắm hoa xong thì ngắm trồng. Ôi giời. Đây. Ôi trời. Cái vòi kiếm nó dài. Dài tốt nuốt luôn. Đẹp chưa? Lưỡi nó đây. Còn cái vàng vàng này là mũi nó. Mũi vàng.
lưỡi đỏ, gọi là kiếm lưỡi đỏ các bạn ạ. Một dây luôn. To chưa? Ăn sống được đấy, ngon đấy. Vàng. Khoai lang Nhật đây, gọi gọt một lúc được chậu rồi. Chỗ này phải cả chục ký rồi đấy anh nhỉ, 5 ký. Cái loại khoai mà nó xứt một ít này này mình mua người ta bán rẻ, 5.000 một ký thôi các bạn. Cái khoai này mà chiên ăn ngon lắm ấy. Ngọt khoai dẻo tay. Này ai mà làm khoai phơi, mua khoai này về mà phơi lời lắm ấy. Nó to này, nó nhiều bột, nó đỡ bị tốn cái vỏ ấy kìa. Không bao nhiêu vỏ cả. Củ nhỏ nó bị tốn vỏ. Ui, củ này phải mấy lạng. Một bao tải này nữa cơ mà. Nhiều lắm. Này, mới lấy ra một khúc thôi. Đấy, nhiều lắm. Ui dồi ôi, có cái củ nó to. Bạn nhìn này, một đống cần câu này, khiếp không? Đấy, đống cần luôn. Đây là hôm đi câu về trời mưa, chắc ông xã mình đem ra rửa xong phơi đây cho nó khô đấy. Phải rửa, đi câu về phải rửa, phải phơi cho khô, không là nó rỉ mất, là nó gãy cần. Gãy cần thì không có đồ mà đi câu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, chỗ này 8 cái. Xin chào các bạn. Bây giờ tối rồi các bạn ạ. Sau một hồi loay hoay làm mồi câu cá bằng khoai lang thì khoai lang cũng chín rồi. Đây là cái rổ xoài đây các bạn ơi. Rổ xoài mà hôm nay đi mua khoai lang ấy, thì mua được xoài. Xoài này xoài chín cây đây các bạn. Xoài chín cây ở quê mình đấy, đây này. Tươi rói rói. Ăn nó chua chua, ngọt ngọt chứ không là ngọt lắm đâu các bạn. Cái xoài đặc biệt xoài mùa xoài Con Tum nó là vậy. Và đây bát khoai lang đây. Rồi khoai hấp cho cá đây, qua quá trình thẩm định đây. Bở lắm. Đây này các bạn này. Rất là bở các bạn. Lúc nãy ông xã mình gọt, sau đó hấp lên đấy các bạn. Và bây giờ khoai chín rồi đây. Khoai là phải bở như này các bạn ơi. Ngon, ngọt, bở, thơm, cá nó mới ăn các bạn. Bây giờ mình ăn thử xem là khoai nó như thế nào. Ăn thử xem sao nhé các bạn nhé. Cơm chưa ăn nhưng khoai phải thử. Đã chưa các bạn này, củ khoai nó vàng ươm luôn đấy. Đấy. Các bạn thấy không, để làm được một cái mồi câu cá rất là cầu kỳ. Từ khâu lựa khoai, mua khoai và rửa khoai, hấp khoai nữa. Làm sao để làm sao để khi củ khoai mà hấp xong ấy các bạn. Chín này. Khoai phải bở, khoai phải bở. Thơm. Thơm mùi khoai lang ấy các bạn. Và ngọt nữa. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem sao các bạn nhé. Nếu không được như vậy đi câu con cá nó không ăn được các bạn. Các bạn nhìn này, gọt sạch này. Không còn một cái đốm gì á. Lúc rửa là các bạn thấy còn những cái đốm đen. Nhưng mà sau quá trình đó là mình gọt sạch tinh tươm nên mới hấp lên được như thế này đấy các bạn. Trời ơi nó bở. Ngọt. Đúng là bở ngọt thơm. Ngọt lắm các bạn ạ. Cái bở này mà. Rất là ngon các bạn ạ. Khoai này nằm mồi là chuẩn đấy các bạn. Chỉ còn xem là hồ có cá để câu không bạn. Để hôm nào ông xã mình đi câu nhé. Cái khoai này xong rồi phải bóp
và ủ chua thì con cá trôi và con cá mè nó mới hay ăn các bạn ạ. Hôm nay mua 30 cân khoai các bạn. Yên tâm rồi, quá chuẩn rồi các bạn ạ. Như vậy là mình, hai vợ chồng mình cùng hàng xóm hôm nay đã đi mua thành công mỗi nhà 30kg khoai về để làm mồi câu cá các bạn ạ. Video về đi mua khoai lang cách 20km để về làm mồi câu cá đến đây là hết. Mình xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc cho các bạn cùng gia đình luôn luôn mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và luôn gặp may mắn trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt các bạn.